Nhảy lên. Chạy đi con trai. Con trai. Kì hỏi con mấy tuổi rồi? 9 tuổi. Trời ơi. Lớn dữ vậy? Vậy là bạn rồi. À. Ờ, bạn 9 tuổi rồi. Đặt cho đạp này không? Được chứ không được. Đạp đi con, đạp đi con. Con không có đề mà con đang làm gì nè. Lăn hả? Thế là con lăn, chứ không phải là con đạp. Hả? Con tìm cách con xuống đi, ba không ẵm được. Tìm cách con xuống. Anh hai có giúp em được không? Giỏi. Không biết luôn. Con tìm cái. Thấy chưa? Sao đâu biết xét chơi nè ba. Không có sơn á, ta không sơn không phải nó xét. Bị tróc sơn. Đụng như nóng vậy. Nó lạnh rồi. Chết. Kiến lửa hay kiến vàng? Thank you.
coi chừng nó đánh trúng mặt kìa, kìa kìa. Thì đó, con đứng ngay cái vòng quay của nó là nó đánh trúng mặt. Con quay hai chiều ngược nhau hả? Oh.